Vâng, trong trường hợp đấy thì rất dễ là bệnh tụ ớt trùng. Do vậy trong trường hợp này thì anh cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ, sử dụng các thuốc sát trùng để tẩy vết chuồng nuôi, và thứ hai là tách dây bệnh ra khỏi đàn. Cái việc tách dây bệnh ra khỏi đàn để dễ chăm sóc nuôi dưỡng và dễ điều trị và ngăn chặn hoặc là hạn chế cái hiện tượng lây lan bệnh. Sau đó là anh dùng các loại thuốc sau đây. Thuốc thứ nhất là thuốc đặc trị đối với cái bệnh tụ ớt trùng. Thì anh có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây để anh tiêm cho dê. Ví dụ như là kanamycin, hoặc là dùng streptomycin kết hợp với penicillin, hoặc là có thể dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Sep 5.0, hoặc là BioSep, hoặc là Sep Cat 7510, hoặc là Septi 100. Anh tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng thuốc trợ sức trợ lực cũng như thuốc nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine, tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng Satosan hoặc là Catosan tiêm cho dê ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Đồng thời là dùng glucocase thảo dược kết hợp với multivit, tức là vitamin tổng hợp, và thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho dê uống tự do hàng ngày. Với cái phác đồ trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn dê như anh mô tả.